Em Toàn chào các bác nhé. Đây hôm nay em có một số giò lan muốn chia sẻ với các bác để cho các bác sưu tầm. Đặc biệt nhất là có một cái ngọn quế lan hương quế trắng tháng 8 đang nở hoa rất là đẹp. Đây, có duy nhất một rề thôi các bác nhé. Nở hoa xanh cốm cực kỳ đẹp, cực kỳ thơm luôn các bác ạ. Đây là nở hôm đầu tiên. Và đặc biệt nhất em có 6 giò hoàng thảo kèn. Cây đã tắt ngọn rồi các bác nhé. Hoàng thảo kèn thì nó thuộc top những dòng lan đẹp nhất Việt Nam đáng để sưu tầm. Hoa của nó thì tím lịm quá tuyệt vời luôn. Các bác mua hàng thì có thể gọi cho em theo số điện thoại 0327 550 678. Số này thì em cũng kết nối cả Zalo luôn. Các bác có thể kết bạn Zalo hoặc là gọi trực tiếp cho em để được đặt hàng. Này, có một giò phi điệp. Em trồng thuần rất là lâu rồi, quá khủng luôn các bác ạ. Đó. Đẹp chưa các bác? Cái giò này thì em trồng được chắc cũng tầm khoảng 7-8 năm rồi. Đây. Cái giá tể này thì 7-8 năm rồi nó không mục các bác nhé. Quá tuyệt vời. Đây. Các bác muốn lấy giò này về chơi thì alo em các bác nhé. Giá cả thì cũng hợp lý thôi. Cái rễ quế này thì nở hoa tại vườn này, nên là hoa nó không bị hỏng hoa. Thế lướt rất là đẹp. Bản lá nó rơi vào khoảng 4 cm. Bản lá 4 cm đấy các bác ạ, không phải là lá nó bé đâu này. Một ngọn ra 3 chùm hoa, cực kỳ đẹp luôn. Đây các bạn, đẹp chưa? Đấy, quá tuyệt vời luôn. Đây các bác nhé, bản lá thì chắc cũng phải tầm khoảng ít nhất cũng phải 4 cm. Nếu mà các bác nào quan tâm thì alo cho em các bác nhé, để em đo sen cho các bác. Em bán 350.000 cho cái rề này. Và tiếp theo là những cái hình hoàng thảo kèn. Hoàng thảo kèn, trước khi vào giới thiệu từng giò thì em cho các bác xem mặt hoa trước. Nhiều bác lại chưa biết mặt hoa. Đây các bác nhé, đây là mặt hoa của hoàng thảo kèn đấy. Nó tím lịm và cực kỳ say hoa. Nó thuộc top những cái dòng lan đẹp nhất Việt Nam. Trong 5 loại hoa lan đẹp nhất Việt Nam đáng để sưu tầm. Và cái dòng này thì đã nở hoa tại vườn, hoa tím lịm luôn. Đảm bảo với các bác là hoa tím. Vì em trồng thì đã nở hoa tại vườn rồi. Cây kèn thì nó nở từ gốc tới ngọn luôn các bác nhé. Hoa nó rất là đẹp. Các bác chơi hoa mà không có cái dòng hoàng thảo kèn này để sưu tầm thì rất là tiếc. Vì cái dòng này hoa nó đẹp, nó tím. Tím đậm mà nó cực kỳ sai hoa. Đáng để sưu tầm các bác ạ. Đây, hoa kèn thì quá là tuyệt vời rồi. Rồi ok, bây giờ em sẽ giới thiệu từng giò. Đầu tiên là giò số 1. 300.000, hình số 1. Hoàng thảo kèn rừng thì hàng năm ở Hội Lan Lai Châu người ta thường lấy đi trưng bày đấy các bác ạ. Vì hoa của nó đẹp và nó sai hoa nên là hàng năm có hội thi hoa lan là đều lấy đi trưng bày rất là nhiều. Hoa của kèn thì quá tuyệt vời và hàng con giống bây giờ cũng hiếm rồi nên giá cả như vậy thì quá là hợp lý. Hình số 1 em bán là 300.000. Đây, 300.000 này các bác nhé. Tiếp theo hình số 2 là 350.000. Có một ngọn rất là to này, thắt ngọn rồi. Đây. Đây các bác ạ. Ngọn nó thắt ngọn hết rồi. Hình 2 nhé các bác nhé, 350.000. Có mấy ngọn này bé. Tiếp theo hình số 3 này, 300.000. Có 1, 2, 3 rề, 3 ngọn. Tiếp theo hình số 4 này. Hình số 4 là 300.000. Đây, ngọn rất là dài. Các bác nào muốn biết chi tiết hơn thì có thể kết bạn Zalo với em. Em sẽ gửi cái chậu hoa chi tiết cho các bác xem cho nó kỹ càng. Đây, cái ngọn dài nhất nó rơi vào khoảng bao nhiêu sen nhỉ? 80 cm các bác nhé, 70-80 cm cho cái chậu này. Và có 3 cái rễ bé. Đây các bác có thể tách ra làm giống.
Tiếp theo hình số 5 là 350.000. Có một rễ rất là to đây, ngọn rất là to. Cuối năm là sẽ sai hoa cực kỳ đây. Đấy. Một rễ to, thân già thân tơ đầy đủ. Có hai rễ, ba rễ các bác, ba rễ. 350.000. Tiếp theo là cái chậu em cảm thấy đẹp nhất. Đây là chậu hình số 6. Cái ngọn dài nhất là nó độ khoảng 1 mét. Ít nhất cũng 1 mét. 1 mét hoặc là 1 mét 2. Cái ngọn này mà nở hoa là quá là tuyệt vời các bác ạ. Đây, nhìn cái ngọn nó phê chưa. Đấy. Cái thân này, thân bóng loáng, cây rất là khỏe các bác nhé. Tới mùa hoa là sẽ rất là đẹp đây. Và có hai cái ngọn dài tầm khoảng 40 cm. Một ngọn dài tầm khoảng 50 cm. Ngọn này thì em bán là rể này em bán là 450.000 cho số 6 các bác nhé. Rồi em chỉ có mấy cái giò này thôi. Bác nào mua thì liên hệ cho em các bác nhé. Em xin chào các bác.